Nga xin chào cả nhà thân mến. Cả nhà ơi, hôm nay là Thúy Nga đã phải đi một cái nơi rất là xa, thiệt là xa, xa hẳn bên xa để mà relax quý vị à. Đây là cái nơi ăn chốn ở mới của em, một cái giường ngủ làm riêng ra cho em để mà em nằm trơ trọi một mình em ở đây. Và phía sau lưng em là vụ gì đây? Đó, xa xa là bà Linda Trăng Đài quý vị. Trời ơi, em mới ở chung với chị ấy có một ngày thôi mà em phát hiện ra chị là một người đàn bà mê đồ hiệu. Chị lên tới đây đó quý vị biết không? Đồ hiệu chỉ nhiều mức độ mà chị mặc không xuể luôn. Đến nơi từ Bonsa mà chạy lên tới đây đó, chị mặc một bộ đồ hiệu mới nha. Chị lái xe thôi đó, lên tới đây đi ngủ chị mặc một bộ đồ hiệu mới nha quý vị. Sáng ngủ dậy chị tắm một cái chị khoác lên mình một bộ đồ hiệu mới nữa. Nói chung chị là người đàn bà đồ hiệu. Tụi em đói rã rời vào buổi trưa mà chị vẫn nói là thôi tụi mình ngủ dậy đi shopping đi, chứ không cho ăn nha quý vị. Thôi bây giờ trước tiên mà nói là Thúy Nga đang ở đâu thì Thúy Nga sẽ review sơ cho mọi người xem. Tên 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 tên, Thúy Nga đang ở Las Vegas nha mọi người. Las Vegas nơi ăn chơi và sa đọa. Nga thì cuộc đời Nga không bao giờ biết chơi bài. Nhưng mà Nga có một cái bệnh, lâu lâu Nga chơi một ván bài cuộc đời là Nga mất mẹ ít nhất là phải vài chục ngàn hoặc là 100 ngàn quý vị. Nên là Thúy Nga không biết cờ bạc, nhưng mà cờ bạc nó không bao giờ lấy được tiền Thúy Nga, nhưng mà sẽ có những chuyện khác lấy được tiền Thúy Nga rất là nhiều. Thúy Nga đi xa thật xa mà cũng đứng xa thật xa Linda à, đúng rồi, không Nga đâu có quay Linda đâu, Nga biết Linda chưa xong mà. Đó, phía sau Nga là Linda Trang Đài đúng quý vị. Đứng xa xa không? Không, tôi biết mà bà chưa có chỉnh chu, tôi đâu dám quay đâu. Đó, đồ hiệu của bà nè quý vị. Đây là một cái phòng chỉ có đàn bà mà không có đàn ông nha. Phía sau lưng của Thúy Nga là cô của bé Hương. Đó, à, đi chơi. À, đây là chị Thoa. Hello. À, còn đây là bà dì. Bà dì bữa hôm cô nói cho Thúy Nga. Dì ơi, con đổi giọng rồi dì ơi. Bây giờ con nói giọng vậy không à? Nói giọng bây giờ lần lần được rồi đó, lần lần được rồi. Tâm nó có tiền nó cầm được á. Nè, gì? Sáng nay con là con gái nè, gì thấy con xả tóc đẹp mà tranh chấp đất rồi cũng thành công rồi, bây giờ bắt đầu từ từ lên nhà con có cái hậu ngon lành đó, chứ nếu mà con không mà đất đẹp không thắng mà con không có cái hậu đâu. Gì? Bữa hôm á cái clip của mình là coi lâu rồi đúng không? Mà dì nói con có vụ mà tranh chấp nhà cửa đó y chang luôn. Đúng rồi. Cái khúc đó mình không có vô trong clip, không có thấy. Khó lắm ngàn chân, nhưng mà đâu có dạp đông, nhưng mà đúng rồi, con này nó cũng ít có bóp quá, nó thấy tôi không phải nó khinh, nhưng mà nó không phải khinh, không tin, nhưng mà tại vì có bó hoài hết cũng vậy đâu. Cái rồi là đâu ra cái căn từ 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 gã căn có cái con đá. Đó, đó chị Thoa này đẹp quá vậy, chị Thoa này mặc đầm nha. Đó, chị Thoa hôm nay xa lánh chồng đi chơi với Thúy Nga với lại bé Hương. Đó, bà Linda rồi quý vị. Đó, trên người bả là đồ hiệu không nha. Thiên mấy cộng dây nịch, đeo dây nịch là không có đeo như người ta. Đeo là 3-4 cộng mà cộng nào cũng nghề luôn. Còn cái áo là áo Gucci quý vị, mới vừa mua luôn, xé mạt nó mới đi quăng mớ mạt người đó của bả đó. Áo này là mua rất là đẹp, áo hình con cọp. Rồi cái trên này là đó, cái quần này cũng Gucci nha quý vị. Mà bà chưa mấy chút xong nên không có quay mặt bà. Hôm nay là Thúy Nga sẽ review những cái cảnh mà đi shopping với Linda để mình biết cái kiểu gì. Chị Thoa, ra được chốt hả? Mình đi shopping với lại Linda để mình được cái cảm giác gì? Mình được rờ. Touch and feel, có tiếng Việt gọi là được rờ và được có cảm giác. Rờ và rậm. Đợt này là Thúy Nga cùng một nhóm Hương Ngô với lại ông xã Hương Ngô là đi lên Las Vegas. Lý do Nga không có đi đâu quý vị, mà mệt mỏi quá. Người nó căng thẳng, nó bị stress và nó áp lực nhiều thứ quá. Nên bây giờ nghe mình tên Linda lên... cái đi liền. À, nghe bà Linda đi, cái Nga đi liền, đúng rồi. Nghe tên bà đó, mà mặc cái bộ đồ hiệu đẹp lắm quý vị. Gì, mình đang ở khách sạn gì con quên rồi. Blazo, đúng rồi, hotel Blazo đẹp nhất cơ ở đây đó quý vị. Lát nữa Nga xuống Nga sẽ review sơ cho mọi người xem nha. Đó. Sao mà mặt thẫn thờ quý vị, thấy con đẹp của mặt thẫn thờ phải không? Không phải, thấy hai thằng con trai của chị cái thẫn thờ luôn. Sao vậy, đẹp trai quá phải không? Đẹp trai thì có đẹp tự nhiên rồi, nhưng mà nó lành quá.
Của cái thằng lớn á, lý ra mà bà Thoa mà bả lớn lớn một chút á là kêu bả bằng má rồi, làm con dâu bả, tại vì thằng con trai quá đẹp. Con trai đẹp trai cao luôn, má nó đô lắm nha, bụng sáu múi luôn, xích bát luôn, nó đẹp trai kinh khủng luôn. Này là thằng bé, mỗi lần mà đi chị Thoa xong rồi bình thường mà về mà thấy thằng đó là muốn kêu bà Thoa bằng má liền. Con này dễ thương. Dê ai dê đừng dê con tôi nha. Dê con tôi. Thì em biết nó còn nhỏ nè, em đâu dám. Nhưng mà dê con tôi là tôi cho roi á. Ủa nhưng mà tính này là năm nay nhiêu tuổi ta? Nó 25 tuổi. Thôi không được đâu chị ơi, em chập chơi chứ chị nghĩ sao em lấy mẹ con nít về em đội lên đầu em nuôi nó hả? Em mệt lắm, em không có nhu cầu đâu chị Thoa. Biết đâu á, tại có phải đâu, tại con bà con bà chị á gặp con người khác nó vớt luôn á. Đây là góc ăn ở của Thúy Nga quý vị, cái sofa kéo thành cái giường nằm. Đây là một cái mà bà Linda bà xong chưa bà Linda? Chưa đang cố gắng mà để. Đây nè nha, review sơ nha. Bà đi cái vali là phải là Chanel bà mới chịu như cái gì đó. Ghê lắm. Đó, đi chơi thôi mà mua đồ mới hết, lượt mới nè. Chanel cũ rồi, cũ mới mấy chục năm rồi. Không mà đẹp, Linda sao Linda giữ mới hay quá vậy? Tại có xài đâu. Vậy hả? Đâu có được đi chơi nhiều, toàn đi hát không mà đi hát không có dám sách Chanel. Ta đi túi thằng mét nha. Đi hát không có sách Chanel. Rồi sáng túi Hermes đồ các kiểu rồi ha. À, phát hiện ra Linda có tóc giả để gắn vô. Tóc giả, tóc extension đúng rồi, đâu sao đâu. Ờ, thì tóc màu á, đâu sao đâu vậy. Sáng sớm mà chờ bà Linda không cũng chào máu đây nè. Trời ơi, không, tôi có quay mặt nha. Đó, tôi quay cáo hiện của bạn. Sao không mặt cũng không sao. Cáo hiện của chị này có gì đâu. Rất là đẹp nha. Cho mọi người xem sơ nơi ăn chốn ở của tụi em. Trời ơi, nó bề bộn quá mọi người ơi. Vì nó tiền đó. Thằng này mới học lên đó. Hiền là coi như mình đang được việc là cái hiền bắt là con làm quá nhiều. Khách sạn tụi Nga ở rất là đẹp. Đêm qua đi, đêm bắt đầu đi lên tới đây là khuya mệt không ăn gì nổi nha, vô Nga ngủ luôn. À, đối diện là khách sạn Ung Chum nha quý vị. Đó. Cả nhà thấy không? Đó, Nga review cận cho mọi người xem nha. Đó, Nga đang ở đây nè, Blasio. Blasio chứ còn Blasio là khác nữa. À, chỗ chân nè bà con ơi. Wow, dưới này giấc này còn sớm nên chưa ai bơi hết. Nhưng mà thật ra cũng 11 giờ trưa rồi, chiều người ta sẽ bơi rất là đông. Lâu lâu mệt mỏi thì mình phải đi lên Las Vegas để mình relax lại. Đi chơi, ăn uống, sắm sửa thôi. Nhưng mà cảm thấy nó vui vẻ trở lại mọi người ơi. Sáng nay á, khi mà Nga dậy á, là Nga là dậy sớm nhì. Thì Nga phát hiện ra chị Thoa là người dậy sớm nhất. Chị nói là ở nhà là 5 giờ chỉ dậy rồi. Mà hôm nay chị phải ngồi thẫn thờ chỉ chờ mọi người ngủ dậy. Chờ mấy tiếng đồng hồ chị đi xuống dưới, chị tắm rửa, chị đi xuống dưới, chị uống cà phê một mình ở dưới. Ủa có luôn hả? Trời, tôi đi chợ. Chị đi uống cà phê ở dưới xong đó. Mà đi với ai? Đi một mình. Đi một mình. Ờ, tính đi kiếm thằng két nào mà sớm có không có thằng két nào đi hết. Mấy thằng két nó chơi bài mệt rồi, nó đi về phòng ngủ rồi bà nghĩ sao vậy? Chị xuống chị uống cà phê xong xuôi chị lên, trời ơi, thấy mấy người còn đông nè. Hôm qua đi đón bà cô của bé Hương, phát hiện nó bà ở cái nhà mấy triệu đô đẹp quá vậy. Bà đập nát rồi, bà xây nó lại từ đầu, trời choáng dáng mặt mày với cái căn dinh thự của bà luôn. Ở giữa Cali đó, đẹp mà từng cm một luôn bà con ơi. Giờ ngồi chờ bà Linda là bà bao chót. Bà cái gì bà cũng chậm hơn ta, nhưng mà được cái là không phải đâu nha, Thúy Nga không thua gì đâu. Hôm nay á Thúy Nga bị giật đầu dậy sớm á, chứ bà cũng không có thua gì đâu. Bà cũng đo cái giường từ trên xuống dưới bao nhiêu tức luôn á. Thì em là nói người ta mà còn mình còn hơn á. À, sáng nay mọi người bắt là Thúy Nga phải xõa tóc, không có ai cho Nga cột tóc lên, nói là cột tóc thì không có chinh phục được đàn ông đâu, nên là bắt Nga phải
xả tóc. Đúng rồi. Nên Nga quyết định hôm nay sẽ xuống đây xả tóc để chinh phục một anh chơi cờ bạc nổi tiếng như này cho mẹ mạc không luôn. Không phải là xả tóc hôm nay mà phải xả tóc hoài hoài. Ôi, hoài đúng rồi. Nên xả chơi thôi chứ chỗ xả hoài chứ. Để cao quá gì nào bây giờ. Giống già đúng rồi đó. Nó không có sang hả? Nó không có sang chẳng hay hơi. Hả? Ngay thơ dạ. Bởi vậy á, bằng này người nói ok nó cũng ảnh hưởng lắm nha. Đúng rồi, cái tánh của mình làm lẹ nhanh á, bây giờ đứa con gái nó y chang vậy, nó không thích sửa soạn. Con gái thì đúng rồi, có con người khác thì nó y chang em vậy. Tại em bây giờ thì nó bắt chước em thôi. Mẹ nào con có bây giờ em mặc đồ đẹp nó cũng chịu luôn, nó nói mẹ mặc cho con đồ thường thường á. Không, em phải từ từ, bây giờ em dứt cái bột cái ai chịu, em phải từ từ. Thì tới em lo ghê á. Bả bây giờ bây bả giờ còn em muốn nó thay đổi thì em cứ mặc như vậy đi, là con em nó thay đổi gì bả còn giản dị hơn hơn má nó luôn, nó sợ ghê vậy đó. Bởi vì giờ bà má giờ phải điều điều một tí cho bà con bả nữ tính không không mất công bả men hơn má bả luôn á quý vị, cũng lo lắm. Chắc thảy về nhà Linda cho ở chung Linda cho ngoài cát nó về ở chung Linda đi cho nó có cái máu ngựa. Ai? Con gái nghe đó. Ờ, con gái nghe nó không có thích điệu, nó giống bà mẹ đó, nó giống Nga á. Giờ tôi đứng đây tôi quay bả sấy tóc tới đi xong rồi thôi nha quý vị. Đó, cho bà người kéo nó về với ở Linda đi là ba có máu điệu liền không? Đúng rồi. Chỗ này nữa nè, đó đúng rồi, chỗ đó đó. Mà quấn vô. Bả giỏi ghê, bả tự nó làm hết trơn. Chứ đường này em dở lắm quý vị ơi. Trời ơi, tóc dài đâu có cần sấy. Tóc dài là vậy là đi ra đường là tự động khô. Tóc ngắn thì sấy. Biết chị sấy tóc ngắn rồi chị sấy xong, chị cúi cái đầu upside down, chị sấy xong phùm xong. Đúng rồi, phải upside down, tóc nào phải upside down chứ cái tóc nó phù. Upside down rồi cũng chỉ lúc đầu thôi. Yeah. Ủa bà Hương đâu rồi? Bà Hương bây giờ bị dính chồng bình thường á. 6 giờ phải gọi chị. Hôm nay chị chờ 6 giờ, 7 giờ sáng bà này bà không gọi. Bà này bà ấp ủ hơi lâu quá men. 8 giờ bà chưa gọi, 9 giờ chị gọi. Chị ơi, em thấy rồi, em vừa dậy. Mà mày ấp ủ chồng mày hơi lâu quá. Đó, ủng luôn vậy rồi đó. Nó qua Cali cả tuần nay đâu gặp chồng chị. Bởi vì nó trời gặp chồng ơi, hôm qua nó đi mà nó ngồi, nó nhớ chồng nó. Mà nó nhắc, không còn cái gì mà nó không nhắc nữa. Hôm qua chắc đi về 2 giờ sáng. Yeah. À, trời, hôm qua cô đi xuống dưới đó mấy giờ lên? Dẫn Lê Đà lên luôn. À vậy hả? À. Lúc đó em dành lên em ngủ rồi hả? Em ngủ mất tiêu chị, em mệt quá rồi. 3 giờ khoảng đó. Ờ, em không còn sức nữa luôn rồi đó. Chị nghe tiếng cửa cọt kẹt cái này chị giật mình ra dậy, chị ngó ra. Chị thấy mấy người toàn ten vô mà chị không biết mấy giờ. Nha, yeah. Tại cái phone của chị nó rớt xuống dưới đất rồi chị lười chị không lụm lên. Nên không biết giờ giấc gì hết. Không có nghĩ là chị Linda đang đài chỉ làm chậm vậy luôn đó mọi người. Không bao giờ làm chậm, rất nhanh. Linda là nhanh. Không có đâu, tôi đứng đây. Không, Linda là nữ ca sĩ làm nhanh nhất, tại không có cần làm gì hết. Không có. Nhưng mà quên cái đồ kẹp tóc á. Một tiếng mấy giờ mà Linda bây giờ đi 2 giờ trưa đó. Thôi bà xuống đi, đi ăn đi cho đói mèo á. Ủa? Đi xuống đi. Gì á gì? Trời nóng lắm sao mặt. Đây là khoảng bao lâu đã nói với người dân chị cái nón len chi vậy? Bây giờ khác đồ đi hát em. Để cho nó vô đi. Mà chắc đồ đi hát không? Cứ để cửa cho tự động nó vô đi. Ok. Ở Linda là chào máu luôn quý vị ơi. Em ở chung với Si, em phát hiện đó là Si. Si quá là tóc bật luôn. Đi chơi gì nọ, ớt quà trong phòng. Đó, đó sáng giờ chỉ ngồi trong phòng thôi đó. Làm mặt đi. Đừng có ăn uống mà đi chơi cái này cái nọ mới biết chứ. Hôm nay là Nga xõa tóc theo yêu cầu của tất cả các chị trong phòng. Bắt Nga phải xõa tóc như quý vị, không cho Nga cột. Nó cột lên nhìn già như chiếc cà vậy đó. Nên là em sẽ xõa tóc ra, nhìn cho nó có cái vẻ sexy và quyến rũ. Biết đâu ngày hôm nay đi dạo ở trên này thì chị Nga sẽ kiếm được một bạn trai nào đó dễ thương. Ước mơ chỉ là mơ ước. Số em không hợp với trai quý vị ơi. Trai nó đầy em quá mà. Quý vị thấy rồi đó, bữa giờ đó cái số em bị đàn ông nó hành hạ tâm can dữ lắm. Nên bởi vì em rất là sợ đàn ông. Em sợ lắm quý vị ơi. Nên bởi vì tại sao quý vị thấy em lâu nay em chỉ chơi với phụ nữ thôi là gì vậy đó. Dạ, chơi nhiều. Ủa, chị vẫn ngồi đó chị đợi tụi em hả? Ồ, trời. Em thấy được không? Có chứ, em thấy đường như chị Thoa. Trời ơi, tội nghiệp chị Thoa quá.
đói qua dậy từ 7 giờ sáng giờ ngồi chờ như là chó đói luôn. We go on the first floor. Casino. First casino. Yes, yeah. There we go. There you go. Yeah. Lobby. Đi ra mình phải đi qua cái đi ra cái khu Chinatown ăn mới ngon. Ăn cái này mắc mà không ngon. Nhưng mà Linda nó muốn ở đây đó. Nhưng mà bà muốn ở đây là cô biết sao không? Bà đi shopping á. Bà chờ lên đó. Dạ bà không có ăn đâu. Bà sẽ chờ mình để bà đi shopping. Bà muốn mua cái gì luôn citron luôn vui tươi. Em sợ lắm, hết tiền rồi. This is for. This is the fourth floor. Đi đâu vậy? Vô đây. Kiểu tự nhiên đi xuống như ông Mỹ luôn. Mình đi theo luôn à, gặp bạn trai có đi theo luôn. Mình đi xuống lobby mà. Trước phòng 1. Rồi. Rất liều không ạ? Thấy mấy người Mỹ đi cái nó ra có đi theo không? Tại đứng nhà mình trước phòng 1 rồi. Nó bây giờ đi xuống lobby nè bà con. Lâu lắm mới trở lại Las Vegas. Las Vegas là một nơi gọi là ăn chơi thác loạn, cờ bạc, muốn cái gì có cái đó. Mà thường nghe lên đây là nghe cho các bạn ăn sốc viên vòng vòng thôi. Đây để coi đi coi có cái gì đặc biệt không. Mua cái gì cho mình đi. Lâu quá mình không có đi shopping mọi người. Casino nha, sòng bài. Linda cũng có nè. Vậy hả? Là đi lên đây được 4 lần rồi. Linda đưa đi hả? Hương có đưa đi không? Đó. Hương nó cũng đưa gì đi nữa hả? Nó lần qua nè, nó lần thế hả? Đi có lần này lần thứ tư rồi đó. Dạ. Biết mấy. Duke's gonna win my. Cũng lâu lâu mới lên chứ đâu có thời gian đâu. Mặc dù là đi cũng có 4 tiếng lái xe thôi nhưng mà đâu có thời gian được. À, cái quán này ăn ngon lắm. Đúng rồi đó. Quán này đợt trước là Thúy Nga với Leon với lại Vũ Quang Vinh hả? Đó, Mimi với lại Andy Thái vô đi ăn nè mọi người. Nhà hàng này ăn ngon hả chị Thoa? Ăn được. Chị nói Hương lại đây đi. Chị nhắn cho Hương qua. Trời ơi, biết mới nãy mình vô để đợi bà Linda đói meo luôn. Bây giờ kêu Linda là vô cái tiệm này. Không, Linda chỉ mình vô đây mà. Lâu lắm rồi mới trở lại cái nhà hàng này nha mọi người. Xe là chả đi shopping liền. Rất vô chợ lâu. Dạ. Vô mua áo đó, mua cái tóc đó. Dạ. Bên nhà có một quay. Chị nhắn Hương qua giùm em đi chị thôi. Ở đây nhiều món ngon lắm nha. Đó, có nguyên một ông tài. Đồ ở đây là ngon mà sao không ngon. Treo đây là ngon. Đây, đây là cái nhà hàng nhiều đồ ăn rất là ngon nha quý vị. Đây là thịt BBQ phải không? Ừ. Xá xíu chứ, xá xíu. Này, BBQ xá xíu, còn cái này là... Nhưng mà nó có cắt miếng cho mình không? Cắt rồi. Đó, ăn với cơm trắng này chị Hoa. Ừ. Đó, cháo này rồi, cô. Dạ, yeah. Cháo cá, cháo cá, cháo cá. Còn nhiều món nữa mà phải không? Đó, Linda giờ xuất hiện rồi, mọi người ăn xong Linda mới xuất hiện chứ quý vị, đẹp lung linh luôn. Linda nói là tại vì Thúy Nga quay cấp nên là Linda phải sửa soạn. Linda ăn kiêng chứ quý vị, ăn có món này thôi chứ. Tôi tính bỏ bà đi luôn rồi đó, chờ lâu quá. Đi ăn đây mình đi shopping đâu Linda? Linda có lịch trình. Đúng rồi. LV chứ hả? Edition trước, Edition nè. Ok. Edition này có Louis Vuitton.
Sau khi tụi em ăn uống xong, bây giờ là ngày hôm nay em sẽ chính thức đi shopping với Linda một ngày luôn gì. Để mà biết cái cảm giác. Trước đây là có rủ nhau rồi nhưng mà không có dịp, phải không? Này đợt này có duyên là đi Las Vegas chơi thì coi như là tụi em được đi shopping với Linda để coi cái cảm giác cuộc sống của bà làm sao nha. Mà bà gan lắm quý vị. Đêm qua mới chạy lên đây, ngày nay lên chỉ đi ăn đi uống với tụi Nga rồi xong đi shopping rồi về đó. Sang chảnh chứ sợ không? Chạy 5 tiếng nha. Chị chơi không? Linda chị của ba à? Linda chạy nô kia đi. Ai mà chạy 5 tiếng rồi 5 tiếng. Chắc mà giờ chạy đó. Đó, hôm nay nghe lời Linda nè. Linda bắt Nga xả tóc đó. Chị Thoa cũng bắt xả tóc. Đúng rồi, trời ơi. Đấy, tiểu lông nữ nè, tiểu lông nữ nè. Tự nhiên thấy mình con gái vậy sợ luôn ha. Hôm nay mình vẫn đi gặp trai. Ok, đi kiếm trai. Chị cứ thằng kia nói hello kìa. Dạ, không cần chuẩn bị gì vậy. Vậy hả? Nó hello em kìa. Ủa, nhảy chưa? Còn Mỹ để chưa? Để tóc dài nào có trai theo rồi đấy chưa? Có cho hay chưa? Là nhiều lắm. Thấy không? Trai trẻ không? Con. Không? Vậy là giờ là con. Thấy Linda thấy không? Mình nói đâu có sai đâu, để tóc dài là có trai theo. Nó có trai hello liền quý vị. Rồi. Cái nhà cùng hello. Hello. Dạ. Thấy không? Cô khen con là biết chứng tỏ con có đẹp lên phải không cô? Cảm ơn cô Viên. Ủa đi đâu đi chị? Đi sắp đi sắp đi. Con đi đâu là con có thích làm gọn cho lẹ. Con ghét rườm rà lắm. Muốn đi shopping hay là muốn đi cua chơi? Thôi đi shopping đi bà. Ủa shopping như này tự nhiên cái đi ngõ này là sao? Ai biết đâu. Rồi. Hôm nay là đi tính đi cua chai nhưng mà có trai đâu cua. Đi chai vòng vòng như này toàn trai. Trời ơi, ra khỏi cửa phòng là bao nhiêu thằng phải không? Hy vọng vậy đi ha. Hôm nay hy vọng là với mái tóc mới này của Nga xõa ra thì sẽ hôm nay là hai bên mỗi bên một ông nha. Nhưng mà chị cua giùm em cái phía trước. Chị đâu cần cua giùm em đâu. Vừa ra khỏi elevator là có người cua em liền. Chị Thoa chứ vậy đó mà chị cua giùm mình không á quý vị. Chỗ này là có cái thuyền nè, mình đi xuống dưới sông á, xong mà hát hò các kiểu, đúng không? Tụi Nga có đi rồi đó quý vị. Đông vui quá mọi người ơi. Trời ơi, bữa hôm đi rồi bà ơi, nó cho đi chút xíu giờ nó không hát hò, nó sợ lây Covid nó không hát nữa. Mà mắc tiền lắm, đừng đi. Bây giờ cho nó 200 thì nó hát liền. Nó không hát, nó không chịu hát, nó sợ văng nước miếng cho mình á. Tôi đi rồi, bữa hôm tôi Leon mấy đứa rồi đi nè. Có hát kìa.
có hát kìa. Đẹp quá mọi người ơi, lâu quá không trở lại Las Vegas, thấy lúc nào cũng đẹp hết trơn. Cái này là tour du lịch hả? Tour du lịch. Ôi, tao cho đang ở chụp hình đó. Cái này là có người hướng dẫn tour đi du lịch nè. Đi tour đi đâu ngồi cũng ở đây, họ chắc cái đá rồi họ mới đi đâu ngồi đi. Cái này là cảnh là được tuyệt vời. Hầu giờ nó hỏi con Hương có nó lấy phòng không chưa chị Thoa? Rồi mình đi đâu tiếp Linh ơi? Nay bà làm hướng dẫn viên du lịch á. Lâu lắm mới trở lại Las Vegas. Las Vegas vẫn đẹp như ngày nào. Và Thúy Nga hôm nay thì đẹp hơn đúng không mọi người? Hôm nay thì Nga lên đây chỉ chơi một ngày rưỡi thôi, nhưng mà sẽ tranh thủ đi khám phá review các nơi lại cho mọi người xem nha. Ủa đi coi như cũng xả stress cho mọi người. Ở Cali bộn bề công việc nhiều chuyện quá, chịu đựng hết nổi rồi. Bây giờ phải lên đây để mà đi relax hưởng thụ một chút xíu. Nói chung tập đoàn này toàn gái không à, 5-6 mạng đàn bà, 6 phòng này là 2 5-6, bà Hương là 6 người, thêm chồng bà Hương là 7 người. Chồng bà Hương là tráng sĩ, chưa xuất hiện nha. Tụi em lên đây là sẽ cho mọi người biết một cái số nơi mà trước đây Nga chưa có quay nha. Thực sự là ở Las Vegas này á, rất là nhiều sòng bài đẹp mà Nga cũng chưa bao giờ khám phá hết nữa luôn á. Bản thân Nga cũng có nhiều cái sòng bài Nga còn chưa đi nữa. Nhưng mà đợt này thì nếu mà có duyên thì Nga sẽ review thiệt là nhiều nơi đẹp cho mọi người xem nha. Đẹp quá. Hôm nay con giọng nói cũng đầm lắm rồi gì? Đầm lắm, giọng nói thôi. Được á. Dạ không, con lên chỗ này là cũng tu nhiều đời lắm rồi, đi chỗ này con trên này mà tu cái gì? Trên này là nơi cờ bạc. Bao nhiêu con thấy không? Bao nhiêu nơi đây là cờ bạc không mà. Lên đây là sạc nghiệp như chơi không vẫn chơi đâu. Thơm quá rồi. Mẹ con thấy không? Vui thì mà cái gì mình nên nước mắt xả tóc rồi chi để phải. Mình cứ phải đứng sửa giống bà Linda nhập quá. Nó kêu đợi nó. Gọi cho Hương đi. Nó kêu đợi nó, Hương kêu đợi nó. Đợi nó đâu? Bây giờ nó. Bây giờ mình đứng đây đợi nó đi ha. Nó đẹp chặt vàng. Cái chân chân thấp mà nó lan chân cao. Cái đồ sộ Las Vegas đẹp quá trời luôn mọi người. Chìm một câu nữa cho mình. Ủa chưa xong nữa hả? Xếp nha, nhớ xếp nha. Bếp. Rồi một cái đứng đây cái đó. Ủa Linda chịu khó chụp hình quá nha Linda. Chị cầm như thế này một phút, một cái có áo, một cái không. Nó Linda nhí nhảnh với sợ chưa? Tạo dáng các kiểu rồi luôn mọi người. Gì đó? Linda. Dạ. Chỗ con làm miếng chụp hình lắm. Dạ 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 dạ. Thôi để chút nữa tạo dáng với bà Linda làm tấm cho nó vui. Cái này đẹp không? Linda thích cái gì nó cũng là chỗ Linda thích cái gì nó cũng là chỗ
hơi đây ngoài nó không thấy rõ. Nhưng mà ủa, lát... sao bị bóng rồi, bị bóng nắng quá à. Không không không, lát đi vô sẽ thấy chỉnh lại, sẽ chỉnh lại. Tối quá à, không thấy mẹ. Không, cái này thấy lát thì sao chỉnh cho thấy. Có của tôi đâu, của tôi với bà đâu. Đây nè, đây nè. Vô đây mới thấy ở ngoài này nè. Đó là sao chụp nghiêng nghiêng cái góc kìa. Đẹp quay, đó, đẹp quay cũng đẹp lắm nè. Ôi kiểu mà, thắng là kiểu có ngộ vậy trời. Thường nghiêng ngạo nó mới vui. Ôi, cái phong cách bà này nó cũng giống ai hết trơn. Phong cách bà Linh đang ngộ quý vị. Chụp hình là cầm cái máy nghiêng ngửa vậy đó. Ngồi em giống như là lập tung ra phía sau. Nhưng mà thấy cái mặt này được nè, mắt cái mặt mắt. Ôi nè, để con thử selfie con máy tắm đi. Chụp đồ rồi quý vị chứ đồ hả? Cuối là đi vô shopping nè. Đó bà lẹ đi bà Linda, cái gì bà cũng nhây hết trơn á, tôi sợ bà luôn rồi đó. Ờ bây giờ em mới biết chị Linda là chỉ là Lý Thị Mỹ Mò á, là chị cũng không có mà em là không bằng cửa chị luôn quý vị. Em là mò dữ lắm, là nổi tiếng của quân xa mà gặp chị Linda hả, sáng mà ngủ dậy mà sửa soạn không hả, là tôi ăn xong một chập, tôi tắm xong chập bà vẫn chưa xong luôn. Giờ tôi chụp hình xong một đống rồi bả vẫn chưa chụp xong cái nào mới ghê chứ. Chị Thoa, chị chụp không? Em chụp cho chị. Nữa hả? Nhiều quá vậy. Trời ơi, đâm tẻ sậy luôn. Đáng kêu. Chị thấy sao không? Vàng tháng là mình đang tính làm thứ hai cái biểu tiền này luôn. Shopping chưa nghe? Đây, ok, go. Shopping, rồi. Lát mua áo quần thay đồ, chụp tiếp. Trời ơi, vậy hả? Trời ơi, bà mắc bệnh. Cô, bây giờ mình vô shopping đi, mình coi nó con Hương mình ở đâu đi cho nó lại. Vẫn còn chụp nữa quý vị. Ôi, mùa này ở Las Vegas nắng mà đẹp quá à. Khí trời trong xanh dịu dợi nhẹ nhàng. Thấy không? Thấy Mỹ nó tạo dáng dữ không? Không, cái thuyền cái thằng đang đẹp quá. Cái thằng đó đi kìa nè. Bạn trai rất là nhiệt tình với cô gái này nha. Trời ơi, nó thấy nó không? Đứng đây nó thấy nè chị. Rồi đi chụp chụp cái này nè. Chụp cái này nè. Chụp cái này nè. Chụp cái bột lạc. Ôm cái này nè, ôm cái này nè. Bà leo tới cái tượng, bà chụp luôn quý vị. Bà Linda bà lên tới cái tượng luôn rồi. Lát nữa bà đu lên cái tượng nữa là đủ nha. Đu 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 nè. Bà bò lên trên đó cho tôi. Bà leo trên đó mà nhảy xuống không được nữa. Trời ơi, em không nghĩ là chị Linda chỉ xí nhảnh gì luôn đó quý vị. Ồ, chị nhí nhảnh quá. Trên người chỉ toàn Gucci giặt bên này không á. Một. Ok. One more. Đúng rồi đó. Ôi, coi như là... Em lên. Chị không buông tha một góc độ nào á. Hai. Một. Zero. Em chụp hình mà em còn không lại chị luôn mà. Cái này có lý nha. Ba. Hai. Một. Vô. Rồi hết giờ shopping rồi, đi shopping. Thôi đi shopping đi. Cái này có lý à Hiền. Đi. Không mấy người đâu hết rồi. Mấy người chịu hết nổi. Mấy người chịu hết nổi với bà Linda rồi. Ủa có ai theo? Trầm mình xuống sông còn một tượng nữa mình phải tới. Không có ai theo Linda nổi. Casino làm theo phong cách của Ý. Mọi người thấy đẹp, trời ơi. Rồi nó hút cần hôn quá.
Nó trốn luôn rồi. Kè hai bả đâu rồi? Không thấy nha. Rồi xong luôn. Không hai có bả luôn. Là hai bà già mệt quá trốn luôn rồi. Đâu rồi? Chị gọi. Kẻ đi với Linda còn không nổi không gì nè. Nè bây giờ mà đi shopping với bà Linda coi ai xỉu trước nha. Ờ hôm nay chị đi giá thấp rồi. Chắc chắn rồi. Em đi về cao nè. Em đi về em cao nè. Má Hương không? Không, em không có số phone 2. Chị không có số phone của 2. Chị gọi cho Hương đi, chị gọi cho Hương đi. Chết bà, bà đi tìm hai bà này bà chết luôn đó nha. Rồi, thất lạc hai má giữa dòng đời xuôi ngược. Ra một chút hình. Ủa, đâu, ra để gọi Hương. Được không? Nghe rõ nè. Rõ. Ồ, rõ, rõ, dễ sợ luôn á. Cái chỉnh nó mới rõ. Vậy hả? Cái này đây. Là ở trên. Ở này nó có cái nhà hàng tao trên này nè chị Thoa. Ôi cái tao này là nổi tiếng quá. Tao có hình Phật mà là vũ trường ba lớp nhảy nhót đùi đùng ở trong luôn á. Giờ đi lên khu shopping nha quý vị ơi. Trời vẫn còn coi hình say xưa hết trời. Đây nè cái ba tao này nè quý vị đó. Đợt này không thấy hình Phật nào chân phía trước nhưng mà là ở trong đó hình Phật không á mà là nhảy lùi lùi vui lắm. Trời ơi, bây giờ còn say mê hình luôn kìa. Đâu đưa coi cái hình đó coi. Cái hình mà đứng này cái tội hôi, nước nó uống mập lắm. Cái này ngầu lắm. Tấm nó đẹp á. Ôi, chân dài quá hả? Đó, cái đó đẹp á. Cái đó đẹp. Này em còn từ dưới đi lên á. Cái đó đẹp á. Thì được không? Nhưng mà được. Đứng nhìn gần cái mặt ghê lắm. Thì bà Photoshop và chỉnh lại 8 lớp app cho tôi. Đó nó bị lay thì coi như bà cô tấp vô sòng bài rồi phải không? Ờ hai bà chơi hai bà đang đánh được không? Thôi mình đi shopping đi. Mình đi shopping chừng nào đi ra ngoài gọi hai bà. Thích uống cái đã. Bà thấp thôi vô bà mua đi. Thôi chuyện phát chứ gì. Tôi không có thích uống nước đó đâu, uống nước ra đường không à. Kìa, ở trong này có họa sĩ vẽ tranh rồi chị Thoa. Đâu? Đó, trong này là tranh vẽ không đó. Ờ, ô cái tiệm này chứ. Chị vô chị làm quen với tụi nó đi. Tiệm nào? Cái này là spot không à. Ủa spot hả? Cái này là spot collection. Đó là gì mà làm quen? Thì tôi đang nói là bà Thoa bác họa sĩ bà vô đó bà làm quen người ta đi. Cái này là spot collection không có phê. Ok thôi. Rồi. Cái này là gì ta? Thở. Oh. Dịch vụ này lạ ha. Đây nè, vô đây mới là khu mall mua sắm nha. Bọc hồng nè. Ê cái này nó xăm người nè. Tattoo kìa. Ồ đó. Wow. Nghe của chị đó. Nghe của chị đó. Xăm nó vẽ người nè. Rồi, đây. That my style. Cái áo này đẹp nè Linda ơi. Cái này đi hết nè. Trời ơi, có cho bà cho tôi không có hộp rồi đó nha. Cái áo nó đẹp đó Linda. Ê, bà Linda mặc hộp. Ôi, cái áo nó rất là đẹp luôn Linda. Nhiều Linda, cho biết giá hết hồn coi. Trời rẻ quá. Bao nhiêu vậy? Mấy trăm mà. Ôi, không cái áo đẹp đó Linda. Áo đó rất là không, mà hát được mà có áo đó rất là hợp với bà luôn á. Ồ có hình con cọp phía sau kìa. Ồ vậy đó hả? Có nguyên cái la bàn đó. Cọp mắc tiền. Bây giờ tôi vô đây tôi coi tôi chọn cái gì cho tôi nè, tôi biết đây nè. Cái gu đồ này thì cũng phải của tôi lắm đâu. Nghe cái đôi này đẹp không? Váy này phong cách thế nha nè quý vị, lâu lắm mới thấy được cái váy kiểu này. Wow, không biết giá nha. Không biết giá mà quan trọng là có size small không. Đây, chị Thoa vừa nói nha mặc áo này đẹp nè quý vị. Rồi nha, lấy nha phối với cái váy này nó có vô không ta. Trên nó lông quá mà dưới này nó rườm rà quá chị. Em mặc vô em sẽ giống một cái con quạ hơn là fashion đó. Cái váy này mặc xinh lắm mọi người, nghe mặc cái váy này xinh lắm. Chọn được cái gì chưa Linda? Dạ đúng
Đây nè, Thúy Nga đã chọn được cái váy, cái áo này đẹp lắm Linda. Ủa, Thúy Nga hỏi gì lạ vậy? Trời, xuất sắc. Trời ơi, Linda mà chọn không được là coi như là kinh tế nó sụp đổ rồi. Trời ơi, chị thích cái đầm nâu của bà quá nha. Không, cái đầm nâu á. Cái đầm nâu đó, đó, cái đó dễ thương đó. Ủa Linda mà xài vô một chỗ mà mới một chỗ thôi quý vị, chỗ đầu tiên mà Linda đã vậy rồi đó. Tại vì chỗ đẹp nó vô chứ xấu đâu vô chị. Thì đó bởi vậy. Hương ơi, em chọn cái gì chưa? Ôi, trời ơi, bà Linda chưa gì bà dớt được 5 số bộ luôn rồi kìa. Đây mọi người ơi, bé Hương. Bé Hương nay đẹp quá nè. Hôm nay đi chơi với chị phải đẹp cùng chị. Ôi, tụi chị từ sáng giờ tung tăng vui lắm em ơi. Em vậy em mới xuất hiện hiện hình. Tại vì em phải check in chứ. Ủa, ủa ông xã em đâu rồi? Ở dưới lầu với bà chị với em. Vậy hả? Là ông chồng nhập sòng rồi phải không? Cái này không có sai nhầm gì. Không đẹp, chị thấy cái đầm nó đẹp mà chị. Mà chị giờ không dám bận nữa. Bận đẹp á mà nó sexy quá à. Sexy quá không con? Em mặc cái áo đó. Thì đó, em nói là nãy em thích cái này này, đừng lấy cái quần này. Không, em thích cái váy này luôn em đẹp. Để em lấy luôn. Sao chị hay tìm đồ được cho em đồ đẹp không chị Thoa? Cái này em thích cái váy này quá chị Thoa. Em đi diễn nhiều lên mặc cái này đi. Ủa đã nè, mới nãy em thấy cái bà Mỹ bà tìm á, bà cầm mà em được không? Được. Thôi lấy đi. Mà em nói ủa sao bà này bà tìm đâu đẹp á mà chị tìm giùm. Cái áo này là perfect luôn. Là vô khúc luôn không? Em lấy luôn cái quần luôn chị. Cũng là cũng đồ đen. Chị Thoa tìm gì cho chị đi, em tặng cho chị em bộ nè. À, chị không thích, trong đây không có gì hết. Trời ơi trời, bà đi tìm đồ cho tôi vậy thôi đó trời. Ồ, trời cái váy này nãy em thích lắm. Ê cái áo trắng đó kiểu gì vậy? Ồ cái đó có rườm rà lắm. Cái này mà nó eo eo xuống. Ừ, đúng rồi. Đó, chị Thoa đã tìm đúng cái váy mà Nga thích nãy giờ đó quý vị. Mà tìm không? Chị Thoa áo này đẹp không? Có nên lấy không? Kiểu này tôi hay có nhiều lắm nè. Cái này thấy cheap lắm. Cái này em mặc luôn nhìn em có khúc rồi nữa. Không biết thấy rẻ tiền. Phải không? Bé đường may. Ôi bà Thoa bảo là dân coi như fashion nên mới nhìn ra được luôn. Em là tiên nông cho anh. Nè, tôi tìm được cái váy này. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nè. Ê cái váy này hợp với tôi không bà? Quá xuất sắc. Váy này mặc với cái áo này cũng đẹp lắm. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở Disney World hay là em đang ở đẹp quá mọi người ơi. Đẹp quá mọi người ơi. Fan của Linda hả? Cambodian. Nhưng mà người Cambodian. Cambodian chứ không phải người Việt Nam. Linda cũng có fan của Lào Nguyên rồi đó nhiều. My mom listened to you guys and I listened to when we were little. Đó, Linda là một fan. Cái này sao đi em được không? Không, không có cháu này. Nhỏ không có đẹp hả? Nhỏ không được. Tôi không có cháu này lắm nha. Kìa, Linda, Linda chụp hình. She nói lại cái giả nè. Can you please, one picture, thank you so much. Oh my goodness. Ready? Đi shopping. Đi shopping. Let's go. 1 2 3 1 2 3 Ủa bà Hương nè, bà sexy mà bà gọn quá bà Hương. Trời ơi, không có miếng mỡ nào luôn. Xí sọn không? Ôi, bà Hương nè, body bà đẹp. Quay từ dưới quay không, lên. Cũng đáng. Cũng đáng đó. Đáng được tiền bắt gạo đó. Nói chung là được. Chồng em nó giống 18 tuổi. Thích quá phải không? Chồng khoái quá phải không? Ơi cái đó bà mặc á tôi không hợp chị, mấy bà chị mặc quần jean đẹp lắm, cho quần sọ quần jean, nhưng mà bà muốn bà phải mặc đồ cho trẻ trẻ. Tôi mặc có trai giàu đi không, có tôi mặc màu trắng mập lắm tôi cũng thích nè. Để tôi kiếm cái áo xến xuống này tôi bận nè. Tôi là thích màu đỏ lắm. Ủa sao không có size small ta? Không có size small.
Ê, cái áo này nó không có size small. Nhưng mà medium. Cái này có size small không? Cái này màu trắng mập mập lắm quý vị ơi. Thích cái màu đỏ này lắm mà nó không có size small chị Thoa. Ôi em thích đẹp bà Linda cái áo này. Nó cũng hay chứ bộ. Em thích bà lấy cái áo đầu tiên cơ. Linda. Là nghe thích Linda lấy cái áo đầu tiên. Linda mua medium. Không, bây giờ thử cái này xô này. Ủa, bà Linda bà mới vô có một shop thôi mà bà đã tràn ngập như vậy rồi đó. Bà mua nóng đồ luôn. Ê, cái đầm miệng Hương mặc đẹp Hương. Em thấy màu mấy màu ngày xưa là chị thích lắm, bây giờ chị lớn rồi chị mặc cái này nhìn kỳ lắm. Mặc này em sắp đi cương nữa rồi. Ôi, cái này mặc sexy lắm Hương. Nó xè á, em thích nó xè. Mặc này nhìn gợi cảm á. Cái này để gợi cảm với chồng. Shop này đẹp nha quý vị. Shop này fashion đẹp. Xong rồi hả? Nè cho coi nè. Tôi biết rồi. Có nhiêu đây rồi đó. Trời ơi, đủ rồi, mình đi qua shop khác đi Linda. Thay đồ là đi nè. Nè, tôi được xong bịch rồi nè Linda. Mặc cái này nè, bây giờ mặc summer. Ủa thay luôn hả? Thay luôn hả? Cái đó tính tiền chưa mà thay? Không, vô mặc cái này. Ủa cái đó đẹp sao đâu? Ủa mà tôi thấy bà đang mặc đẹp rồi, tự nhiên bà thay làm chi vậy trời? Tôi thay đổi nè. Bà này bà bị mắc bệnh thay đồ quý vị ơi. I'm so fancy. Mới qua có một đêm mà ba bộ rồi đó. Rồi, vô mặc cái này xong đi nè. Thôi tính tiền mình đi xong pin lẹ. Ở đây. Trời ơi, nút la chị mới tìm được một cái áo quá đẹp luôn. Đâu áo nào vậy? Dân áo đâu luôn. Dân nhau ai cũng muốn hết. Đâu. Ủa đẹp quá vậy? Ê, cái gu đó của chị á Hương, mày nhường cho chị đi. Có một cái à. Cái đó làm sao vậy? Nhưng mà to. Nhưng mà cái đó mặc sao? Khoác thôi à. Không mà đẹp. Đẹp lắm. Cái đó chị thích á. Cái đó nhiêu vậy? 200 mấy. Đẹp, cái áo đó rất là đẹp. Có một cái một à. Đâu em khoác hình chị coi thử coi. Rất là sang chảnh. Em thấy sang chảnh luôn. Ồ, chị Hương này chỉ gọn như gái 10-17 tuổi trời. Còn đứa nào cũng muốn hết. Ồ đẹp á. Ôi đẹp quá Hương. Cái đó chị hợp hơn á Hương. Chị cũng hợp vậy nhưng mà hơi trẻ. Nhưng mà chị mặc sẽ già, em mặc trẻ hơn chị. Đúng. Cái gu chị mặc sẽ ra bà ngoại á. Ôi tôi lại bà Linda. Trời ơi giờ em mới biết cái cảm giác. Ê cái này là phải cho bà Carol Kim. Để tôi mua tôi tặng cho bà Carol Kim mới đúng. Cái này là con công á, chưa có biết không? Cái này là gu Carol Kim luôn nè. Cái này em cũng chơi được. Ê nè. Thôi để mua tặng cho Carol Kim đi. Có không? Cái này gu Carol Kim luôn nè. Có lông công lông vịt mà không biết phải gu bả không? Hả? Đó là nè, mới lấy nè cho Hương đó. Mà không biết cái này sang lắm luôn á. Hương mặc vô đẹp lắm Hương. Hương mặc đi đẹp lắm. Cái này size small thì không phải size Carol Kim rồi. Carol Kim to sao con. Sao to thế? Thì em mặc thử đó, đi. Cái này Carol Kim chị size to lắm. Chị mặc cái này size small. Cái này là sao đi? Nó hơi dài quá, không quen mẫu đâu. Michu. Nó dài đi. Ờ, nó thước cao quá à. Nhưng mà còn có hai cái size small à. Cái này cũng không phải size chị ấy đâu. Và Carol Kim size bá to lắm. Cái đó cũng đẹp. Trời, cái đó chị nhiều lắm mà. Cái này cũng còn 70 đồng nữa. Cái này dễ thương nè. Chị Thoa ơi, cái này đẹp nè. Phải thiết tha mới vô phòng, chứ không thiết tha sẽ đưa vô phòng. Thôi bây giờ có thử đồ nó tới kiều luôn. Cái này không có đẹp. Cái này rườm rà lắm á chị. Rườm rà lắm. Nhìn vậy thôi chứ rườm rà. Chị thích nó con thon. Cái này nhìn nó xà rần lắm. Chị thích cái áo mà nó phải con cái. Ồ, cái đó dễ thương á. Dễ thương nè, mặc cái quần bó giống chị hay thích á. Cái này hàng sale mà, mấy này hàng sale. Xong chưa gái Linda? Trời ơi Linda. Cái này có nên mua không? Thay áo mới luôn. Cái này có nên mua không? Cái này có đẹp không? Đó, bỏ thay không? Đẹp, cái đó đẹp. Cái đó đẹp. Cái này dễ thương. Tưởng đồ giỡn mà nó cũng đồ đẹp này. Ôi, cái phong cách Linda coi như là một ngày á. Mới có đi nửa ngày thôi mà bốn bộ đồ. I'm fancy, you know, can you see? Không có thả cho nó không? Cái này hợp nó.
bà mua thô thô hết nhiêu tiền? Bỏ được túi bao rồi em mặc đồ mới. Thô thô là mua hết chỗ kia luôn hả Linda? Em bán mua hả? Chị nhỏ, chị nhỏ, chị nhỏ, chị Nga ơi. Thí Nga ơi, chị nhỏ 1.000 nó không bằng 50.000 cái áo bóp của Thí Nga nè. Đâu có bóp Nga nè, 5.000. Được, 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 được bạn tặng, được bạn tặng. Nói bạn đang giới thiệu với. Bạn đang giới thiệu bảy vậy kìa. Ủa cái đôi giày đó giả, giả không vậy? Giả mà sao đẹp dữ vậy? Giả. Linda chỉ xài tiền thì có quý vị. Chị mới đi có một shop thôi đó. Chị mua rẻ vậy? Hả? Chị mua quá trời mới nhiêu đó tiền á. Không, mới có một shop à em. Từ đây tới chiều bà sẽ hết 10 ngàn. Chị mua mấy thứ này nè. Sao mới lại hay không? Bà lựa đồ hay á. Bà lựa hả? Mấy đồng, mười mấy đồng. Mua sao hay vậy? Bà lựa gì mà rẻ vậy? Nóng luôn á. Ờ, quá trời luôn. Không chắc mấy đồ linh tinh đặt chạy. Đó, vẫn chưa xong nha quý vị. Vẫn còn bận rộn luôn. Nữ hoàng. Bây giờ em nữ hoàng trộn rộn. Nữ hoàng trộn rộn là bà Linda đó quý vị. Bà vẫn chưa xong nha. Cái gì vậy? Nữ hoàng sắp lên. Quay lưng thứ nghe lộ trần. Lý lại là cái lộ trần. Cái sự thật. Cái sự thật của bà Linda luôn. Nè, rần rần không phải là... không rần rần không phải lên. Ủa mấy sợi dây đó là mua luôn rồi đó hả? Đúng rồi, chưa trả tiền thôi. Khoan, oh wait, this one bà lao vô, bà lao vô cửa hàng tính tiền luôn bây giờ. Bây giờ trời ơi, ta tính tiền ta phải đứng ngoài phải không? Bà lao vô chồng bà làm việc luôn. Bây giờ mình ngồi thật chuyện thật nha, chứng kiến Linda đi shopping sao là đã hiểu rồi đó. Nghe cái mắt kiến, ôi cha. Trời, chị vẫn chưa xong quý vị, chị vẫn còn buồn rồi. Bây giờ em mới tin câu chuyện mà Măng Thanh Tuyền với theo Linda. Mà cởi áo ra, bảo không chịu cởi áo luôn đó. Đó, nói người ta cởi ra tính tiền từ đó mà, bấm mặt luôn mà, bấm chịu thay đâu. Em chứng kiến một ngày đi với Linda thì thiệt tình là em đã muốn xỉu rồi đó nha bà con. Mà Linda nói là bà qua đây đi, tính tiền rồi đi nè. Em qua em chứng kiến là em nói thiệt là tại sao mà có câu chuyện mà Măng Thanh Tuyền bị xỉu khi đi shopping Linda là có thiệt nha quý vị. Đi với bà mới có một ngày là đã chứng kiến người thật, việc thật. Đây là chương trình truyền hình thực tế nha quý vị. Linda mê mua sắm mà mức độ mà đó vô mua mà mặc cái áo vô là không có cho người ta tính tiền được luôn. Người ta phải tính tiền ở trên cái cổ áo của Si luôn. Cái này sao chứ đẹp quá vậy nè. Sao đẹp? Ô, cái này đẹp nè. Cái này đẹp. Cái này hả? Đẹp hơn cái này. Ok. Ồ. Trời ơi. Trời ơi chị ơi, 1.000 đô rồi đó chị. Mình để dành tiền mình đi qua shop khác nữa Linda. Sao có 1.000 đô rồi đó chị? Còn Louis Vuitton. Chắc mẹ lên 1.100 đô 88 cent này kìa. Trời ơi, trời ơi, sao nhìn ngờ gì? Trời ơi, trời. Nè, ủng hộ kinh tế cho mọi người có việc làm. Trời ơi, trời ơi. Mỗi ngày mới 900 mà mấy gần ngàn. Bây giờ quất lên tới 1.160 đô 88 cent rồi. Trời ơi, em lại chị Linda. Người thật gì thật là có đây nha. Choáng váng mặt mày luôn. Ôi tính tiền đi Linda. Còn 8.000 cái cửa hàng nữa đó. Leon nó kể giờ tôi mới tin rồi đó. Can you get me a medium black and beige? Ê, hai cái kiến nó đẹp. Cái kiến nó đẹp. Ủa đẹp hơn cái này hả? Không, tôi thích bà đeo cái đó hơn. Cái này nó bình thường lắm. Dạ hả? Nhưng mà hai cái nào cũng đẹp hết trơn. Không, còn nhận. Không, nó lạ. Sao? Nữ hoàng mê ngôi sao mà ngày xưa cũng bị sự cố về cái nịch ngôi sao đó, nhớ không quý vị? Vì mê à đó, vì chị đeo ngôi sao mà có chuyện á. Hay chồng mê ngôi sao nữa. Dây ngôi sao này đó, mua cho mớ nè. Trời lẹ đi Linda ơi, em sợ chị quá Linda ơi. Em lại chị rồi đó Linda, em quỳ luôn rồi đó. Chị, có mấy mắt kiến đẹp nè, chị thích không? Có coi rồi mà. Nhưng mà đẹp lắm. Trời, thấy áo rồi hả? Tay luôn rồi đó. Cái đó cũng đẹp luôn Linda. Cái đó cũng đẹp nhưng mà cái này lạ hơn. Cái này nó lạ hơn, okay, lạ lùng hơn. Nữa kìa.
Tên được quý vị ơi, lên tới 1,200. Nó lên giống như stock vậy đó quý vị. Lên giống như ta trúng stock 1,200, 13 đồng 98 cent luôn rồi. Ủa em lại chị Linda luôn á. Trời ơi, chị lên tới 1,200 mấy luôn rồi. Chừng chị đứng đây 5 phút nữa là chị lên tới 1,500 đó. Tôi ra tôi đi 3 shop rồi tôi trở lại vẫn còn đứng đây. Thôi mình đi ra ngoài coi tiếp đi chị. Em hứa hẹn là bà chưa mua xong đâu. Đi đi đi. Vẫn còn mua thêm. Trời ơi cái đó đẹp á. Ủa cái đó dễ thương hả bà Linda. Trời ơi chết chị bảo luôn á. Thôi đủ rồi đừng mua nữa. Không cái đó đẹp mà. Cái đó hay mà. Ủa, em không nghĩ chị Linda chỉ đam mê shopping như vậy luôn á trời. Rồi giờ thêm một hương nữa kìa. Thúy Nga đi ra hàng đối diện với Linda. Đó đi shopping. Đó, đi shopping với Linda mới biết cái cảnh đó quý vị. Sợ thiệt luôn, mới vô hàng, một hàng một đầu tiên thôi đó mà si đã ngập tràn ở trong này. Không chịu ra. Tụi em mua xong hết rồi, chờ lâu quá thôi quyết định bỏ chị ấy ra đi luôn. Chứ bây giờ mệt mỏi quá. Đó, bây giờ em, hôm nay lần đầu tiên Nga đi á, Nga thấm cái cảnh mà Linda chọn đồ đó sao. Em mới đi có một shopping mà em đã muốn xỉu với Linda rồi chị. Em đúng rồi. Thôi bây giờ Thúy Nga bye bye cái clip đầu tiên đi. Hôm nay đã chứng kiến là một ngày ở chung với Linda ngủ chung rồi. Chứng kiến cảnh ra bà mua đồ là em đã hoảng loạn rồi quý vị. Bây giờ tụi em sẽ đi qua đây cái phòng tranh. Wow phòng tranh đẹp quá. Thôi cái clip này nó full quá rồi. Thôi bye bye quý vị để chuẩn bị xem clip tới nha. Bye bye.